Chào thầy, hôm nay em xin trình bày bài module 3 hai đơn sử dụng hai nút nhấn và sáng 5 kiểu. Lúc mình nhấn thì nó đổi chế độ chạy của đổi kiểu chạy. Thì đây là phần code. Đầu tiên là vo chống dội nút up. Đây là vo chống dội nút down. Đây mình kiểm tra button 0 cho đếm cộng. Sau đó mình cho đếm lớn 5 để mình giới hạn đếm, tương tự với nút down cũng vậy. Nút down thì kiểm tra nút 1 đếm chỉ trừ cũng giới hạn biến đếm. Còn đây là những chương trình chạy của mình. Đây là trình kiểm tra phím, là con phím có được nhấn hay chưa. Nếu mà phím được nhấn thì break, đây có hai lệnh break. Còn đây là những chương trình chạy của mình: chớp tắt, sáng từ phải sang trái, sáng từ trái sang phải, sáng từ ngoài vào trong, và sáng từ trong ra ngoài. Đây là vòng voi men của mình, thì cũng set up mọi xe chốt, set up B, không ít 3C. Đếm bằng 1, đây là trong vòng lặp qua chu của mình. Nếu mà đếm bằng 1 thì chớp tắt, khi mình nhấn nút thì sẽ chuyển chế độ. Nhấn nút nút up thì là đếm cộng, sẽ đổi chế độ. Hoặc là mình nhấn nút down thì nó sẽ giới hạn về là đếm 0, thì nó sẽ sáng ngoài vào trong. Sau đó mình gọi hai chương trình chống dội ra. Đây là mình mô phỏng chạy thử. Thì cái mạch của mình cũng khá đơn giản, mình dùng một con IC chốt mở rộng và bốn con IC mở rộng 4595 và hai nút nhấn. Đây mình có hai nút nhấn đây, đây là hai nút nhấn của mình. Sau đó mình nói với hai con led. Giờ mình sẽ đổ code vào để chạy thử. Đây là chớp tắt, khi mình nhấn nút up đếm lên 2, nhấn chuyển chế độ, nhấn chuyển chế độ, nhấn chuyển chế độ. Đây là nút down, đây là nút up, đây là chớp tắt. Hồi nãy trong cái code mình có ghi là nếu mà chớp tắt đây. Đó là chớp tắt là khi đếm bằng 1. Bây giờ mình thử nhấn nút up thì nó sẽ là sáng từ phải sang trái. Nút up đây. Đó, sáng từ phải sang trái. Nhấn nữa thì ngược trái sang phải. Đang nhấn up và nhấn down thì nó sẽ chuyển về đếm bằng 1 là từ phải sang trái lại. Nhấn nút down lần nữa thì nó sẽ chớp tắt. Và nếu mà đếm bằng 1 mình bấm nút down lần nữa thì nó sẽ về cái trạng thái đếm bằng 5, giới hạn biến của mình lại. Cảm ơn thầy đã lắng nghe bài trình bày của em.